Sư Tịch Quang, tên thật là Đỗ Quốc Sự, sinh năm 1972 tại Thái Bình, một tỉnh nằm ở miền Bắc Việt Nam. Trong suốt những năm tháng đầu đời, sư sống trong một gia đình bình dị và trải qua thời thơ ấu giống như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, từ khi còn nhỏ, sư đã thể hiện một sự nhạy cảm đặc biệt với những giá trị tinh thần và tôn giáo. Điều này đã dần hình thành trong tâm hồn sư một khao khát đi tìm con đường giải thoát và giác ngộ. Trước khi chính thức bước vào con đường tu hành, Sư đã trải qua một cuộc sống bình thường với nhiều nghề nghiệp khác nhau, từ công nhân vệ sinh môi trường đến thợ xây. Dù làm bất kỳ công việc gì, sư luôn thể hiện tính cần cù, chăm chỉ và đặc biệt là lòng trung thực, ngay thẳng. Những năm tháng này không chỉ giúp sư tích lũy kinh nghiệm sống mà còn rèn luyện cho sư một tinh thần kiên cường, không dễ dàng bị khuất phục trước những khó khăn của cuộc sống. Giai đoạn trước khi tu hành chính thức, sư đã tự tu tập tại gia trong gần 10 năm. Đây là khoảng thời gian quan trọng đánh dấu sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và định hướng của sư. Sư bắt đầu tìm hiểu sâu về Phật pháp, thực hành những giới luật cơ bản và rèn luyện đức tính kiên nhẫn, từ bi. Nhờ sự tự giác và ý chí mạnh mẽ, sư đã xây dựng được một nền tảng vững chắc cho con đường tu tập của mình. À, A Di Đà Phật. À. Con thì cái nhân duyên con đến với đạo là sau khi một đợt con uh, uống rượu con uh, bị uh, tai nạn xe con đâm xe honda vào cột điện yeah. rồi cuộc sống của con lúc đấy cũng mới làm xong cái nhà nhỏ yeah. thì uh, vợ lại sinh cháu thứ hai cuộc yeah. sống nó rất là khó khăn yeah. uh, thân con thì tê liệt nửa người yeah. uh, con uh, không biết kêu cứu vào đâu nữa tại vì ngày trước là uh, con cũng uh, tham sân si yeah. rồi rượu chè cờ bạc rồi, uh, có phần cả trai gái nữa Dạ. con con nói thế con nói thật lòng ấy dạ. à, mọi người hoan hỷ chiếu cố cho con dạ. tại vì à, sau khi như thế thì con à, con bị bế tắc trong cuộc sống dạ. rồi con mới tìm đến con đường đạo dạ. vì con đi con tìm đến con đường đạo thì quyền kinh cứu khổ của Bồ Tát Quán Thế Âm chính là cứu con đấy dạ. à, trong đó một bước ngoặt lớn trong cuộc đời sư Tịch Quang xảy ra vào đầu năm 2024 khi sư có duyên gặp gỡ thầy Minh Tuệ một vị sư nổi tiếng với phong cách tu hành khổ hạnh và lối sống giản dị. Cuộc gặp gỡ này đã thắp lên trong lòng sư một ngọn lửa nhiệt huyết mới, thôi thúc sư tiếp tục hành trình tu tập một cách nghiêm túc và có định hướng hơn. Sư phát nguyện đi theo thầy Minh Tuệ để gieo duyên, tham gia vào các chuyến hành khất thực trên khắp các tỉnh Tây Bắc. Trong một lần tu tập tại Tây Bắc, sư Tịch Quang đã trở thành một trong những người can đảm ngăn cản một người đàn ông say rượu đang quấy rối thầy Minh Tuệ. Hành động dũng cảm này không chỉ thể hiện lòng trung thành của sư đối với thầy mà còn cho thấy tinh thần bảo vệ chính pháp và những người tu hành chân chính. Sau khi thầy Minh Tuệ và tăng đoàn trải qua sự cố đáng tiếc tại tỉnh Thừa Thiên Huế vào đêm ngày mùng 2 sáng ngày mùng 3 tháng 6, sư Tịch Quang đã trở về quê nhà để tiếp tục tu tập. Về tu một mình thì là nó sẽ gặp nhiều chướng ngại hơn. tại vì ở quê nhà con ấy cái việc đi khất thực này là hầu như chưa có. Con là người có thể nói là đầu tiên của cái tỉnh Thái Bình. Yeah. À, nên là các chú, các thầy công an cũng bảo là à, thôi thì cả tỉnh có một mình thầy thôi. Nên là phải ưu tiên thầy. À. <laughs> thì à, cũng cảm ơn các à, chính quyền công an. Đấy, nhưng mà nói chung là um, khó. Nhưng mà con thấy cũng cũng ở quê đi khất thực, đi xin. Thì mọi người cũng cho. À, con cũng à, phải à, cố gắng thu hành để hồi hướng cho mọi người. và Tuy nhiên, Cuộc sống tại quê hương không đáp ứng được nhu cầu tinh thần và mong muốn nâng cao đạo hạnh của sư. Sự gò bó và hạn chế trong môi trường tu tập tại địa phương khiến sư cảm thấy không thoải mái và không thể tiến xa hơn trên con đường giác ngộ. Khi nghe tin thầy Minh Tuệ đã trở lại khất thực tại Gia Lai, sư Tịch Quang quyết định lên đường tìm gặp thầy với hy vọng được tiếp tục theo chân thầy trong hành trình tu tập. Tuy nhiên, do không gặp được thầy, sư bắt đầu hành khất thực một mình, đi bộ từ Gia Lai về tỉnh Phú Yên. Chặng đường này không chỉ là một thử thách về thể lực mà còn là một hành trình tinh thần, giúp sư củng cố thêm lòng kiên định và niềm tin vào con đường mình đã chọn. Dù đã trở về quê nhà, sư vẫn cảm thấy rằng môi trường tại quê không thể đáp ứng được nhu cầu tu tập của mình. Sư chỉ có thể tu tập tại nghĩa trang gần nhà và đôi khi ngủ ngoài vườn khi về nhà, thể hiện một sự hy sinh và kiên trì đáng khâm phục. Sự không thỏa mãn này đã thôi thúc sư tiếp tục tìm đến những vùng đất mới. Nơi mà sư có thể tu tập một cách tự do và đạt được sự giác ngộ mà sư hằng mong muốn. Cuối cùng, khi nghe tin thầy Minh Tuệ đang tu tập tại Nha Trang, sư Tịch Quang lại quyết định lên đường, mong muốn được tái ngộ thầy và tiếp tục hành trình tu tập bên cạnh thầy. Những ngày tháng đi theo thầy Minh Tuệ và tăng đoàn đã để lại trong lòng sư những kỷ niệm sâu sắc và niềm hạnh phúc vô bờ bến. Sư nhận ra rằng sự hiện diện của thầy và sự chỉ dẫn của thầy là những yếu tố không thể thiếu trên con đường tu tập của mình. Hiện tại, Sư Tịch Quang đang tu tập cùng sư Tịnh Độ tại Nha Trang. Sư tiếp tục giữ giới luật nghiêm ngặt, đặc biệt là chỉ ăn một bữa mỗi ngày và đã đạt được khả năng ngủ ngồi, một minh chứng rõ ràng cho sự tinh tấn và quyết tâm trong tu tập của sư. Sư luôn giữ vững tinh thần từ bi, hoan hỷ, thường xuyên nở nụ cười và chắp tay chào mọi người với lòng kính trọng. Đối với sư, mọi người đều là Phật và sư tôn trọng mọi người như một cách để tôn trọng chính mình. Những năm tháng tu hành của sư Tịch Quang không chỉ là một hành trình tìm kiếm sự giải thoát cho bản thân mà còn là một tấm gương sáng về lòng kiên trì, tinh thần từ bi và ý chí không ngừng nghỉ. Sư đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, không chỉ thông qua những hành động nhỏ nhặt hàng ngày mà còn qua những quyết định lớn lao và đầy dũng cảm trên con đường tu tập. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và theo dõi tiểu sử của sư Tịch Quang. Quý vị có thể tiếp tục tìm hiểu thêm về những vị sư khác trong đoàn và những nội dung liên quan bằng cách xem thêm các video khác trên kênh chúc quý vị luôn an lạc và tinh tấn trên con đường tu tập